Vâng, Thành Trung xin chào tất cả quý cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Thành Trung. Thì hiện tại bây giờ Thành Trung đang ở Hoa Viên Nghĩa Trang của tỉnh Bình Dương, nơi cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ an nghỉ. Thì Thành Trung cũng ra rất nhiều những cái video cũng như là phát trực tiếp đến cho tất cả quý cô chú anh chị. Thì ở trước cửa của Hoa Viên thì mọi người thấy khung cảnh có phải là rất đẹp không ạ? Đấy. Thì mọi người đi vào phía bên trong để theo dõi. Vâng, đây bên phía bên dưới hồ là những chú cá rất lớn mọi người. Đấy. Mọi người thấy ở trong Hoa Viên Nghĩa Trang có một cái hồ có chú cá rất lớn. Wow. Đây mọi người, đây có 3 con cá trê. Cá trê này chắc là tầm khoảng cỡ cả chục ký á. Mọi người thấy không? Đó, cá trê đó mọi người. Vâng, Thành Trung xin chào tất cả quý cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Thành Trung. Thì ngày hôm nay Thành Trung có mặt tại Nghĩa Trang Hoa Viên của tỉnh Bình Dương. Thì theo như Thành Trung được biết thì
Những người mà an nghỉ tại Hoa Viên của Nghĩa Trang tỉnh Bình Dương thì rất có điều kiện thì mới được an nghỉ tại Hoa Viên của tỉnh Bình Dương, vì giá trị những huyệt mộ như thế này là rất cao, thưa tất cả quý cô chú anh chị. Thì Thành Trung cũng đã hỏi thăm thì những người quản lý ở khu vực Hoa Viên Nghĩa Trang thành phố Hoa Viên Nghĩa Trang của tỉnh Bình Dương là giá của một nơi an nghỉ là rất cao nha tất cả quý cô chú anh chị, rất cao. Thì như Thành Trung được biết là những người mà an nghỉ tại đây là những người nói chung là có thu nhập rất cao thì mới an nghỉ được tại cái khu vực này. Còn những người mà thu nhập thấp hoặc thu nhập bình thường thì khó lòng mà được an nghỉ tại cái khu vực này nha quý vị. Vì ở cái khu này á, là thứ nhất phong cảnh rất đẹp. Đấy, phong cảnh rất đẹp. Và những người quản lý, những người mà bảo quản khu nghĩa trang cũng làm việc nói chung kể cả đường xá là rất sạch sẽ nha tất cả quý cô chú anh chị. Thì Thành Trung sẽ đi quay tất cả cái khu này cho quý vị xem là cái khu này là đẹp và mát mẻ như thế nào. Và cái giá thành ở cái khu vực này, cái giá thành an nghỉ ở khu vực này là mình phải nói là cái giá rất cao. Đấy, cái giá rất cao. Đấy, không khác gì mà vào trong này là không khác gì mà ở cái khu resort các mọi người. Đấy. Cây cối là rất mát mẻ. Cây cối rất mát mẻ. Đấy, thì như Thành Trung cũng đã được biết là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng là thuộc Dũng Lò Vôi là cũng an nghỉ tại Hoa Viên Nghĩa Trang của tỉnh Bình Dương này nha mọi người. Đấy, thì chút xíu nữa thì Thành Trung sẽ tới đó quay cho tất cả quý cô chú anh chị được theo dõi là ngôi mộ của cô Tuyết. Đấy, vợ của chú Dũng Lò Vôi an nghỉ ở chỗ nào nha mọi người. Và theo như Thành Trung nhìn thấy là cái khu Hoa Viên Nghĩa Trang của tỉnh Bình Dương là không khác gì là một cái khu du lịch chứ mọi người. Đấy, rất đẹp. Đấy. Thì mọi người nán lại để theo dõi những cái hình ảnh tiếp theo của video nha mọi người.